Còn trở lại với thông tin về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Và thành phố Hà Nội cùng với các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ sẽ giảm sâu. Dự báo ngày 12 tháng 12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Chiều và đêm ngày 12 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó là một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp có hoạt động của trường dưới đó gió đông ở trên cao nên từ ngày 12 tháng 12 đến hết ngày 14 tháng 12 sẽ có mưa rào, có nơi có dông. Phía Tây Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, cao nhất từ 20 đến 23 độ và riêng đồng bằng là từ 22 đến 25 độ.